Sáng nay ngày 21 tháng 8, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị cùng sự tham dự của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh. Báo cáo tại hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, giá dịch vụ y tế chậm điều chỉnh, chưa tính đúng, đủ chi phí thực tế, gây ảnh hưởng đến hạch toán thu chi của các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh các bệnh viện thực hiện theo cơ chế tự chủ, đổi mới phương thức chi trả theo nhóm chẩn đoán, theo định suất chậm được thực hiện. Cùng với đó là tình trạng nghỉ việc bỏ việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế khu vực công lập, chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành y tế chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc. Trước những khó khăn bất cập của ngành y tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, đặc biệt các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở. Chính phủ sớm ban hành nghị định sửa đổi nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2011 của chính phủ. Trong đó tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. Bộ Y tế cũng đề nghị chính phủ sớm xem xét và ban hành nghị quyết về giải pháp, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản, thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Chức danh bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ sau khi tuyển dụng được xếp lương bậc 2 đối với tất cả các hạng chức danh. Bộ Y tế cũng kiến nghị, đề xuất công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.